Ok em, làm gì đó? Hello các bạn. Bây giờ mình đi ra thăm vườn của mình. Mình đi chơi đó 10 ngày, không biết cái vườn rau của mình nó như thế nào nữa. Mới về hôm qua các bạn ơi. Dạ, mình mới về hôm qua các bạn ơi. Hồi sáng nay thì mấy đứa nhỏ đi học, ông xã đi làm, mình thì còn ở nhà dọn dẹp ha. Mình đi làm mới về tranh thủ ra thăm vườn ha. Dạ. Mà bây giờ mới 6 giờ mà tới thu vậy các bạn. Mùa đông là bắt đầu vô mùa đông mà nó vậy đó. Dạ. Bây giờ là khoảng 6 giờ mấy á các bạn. Gần 7 giờ rồi. Hồi sáng giờ mình chưa ra thăm nó nữa, không biết là nó có cái gì ồn xu quá chừng luôn nè, không sao. Ok, ơi. Thấy mấy cái trái gì nó lủng lẳng nè không? Wow, từ xu các bạn, mình đi có 10 ngày về ra cái xu nhà mình. Xu các bạn không? Để mình zoom lại em chỉ đi không? Cái này các bạn. Nằm lủng lẳng luôn nè. Trời ơi. Bà hỏi mình trước khi mình đi á, mình có ra thăm thì nó có chút xíu rồi các bạn, mà trong vòng có 10 ngày, bà hỏi là nó chỉ cỡ này thôi ha. Mà hôm nay coi nè. Cái này ngon không? Này một cây mà hai trái. Hai cái dính lẹo. Ở đây có hai cái dính lẹo bự rồi nè. Chúc mình hái này luôn. Wow, cái này đùm bự nè. Thấy thường. Đây nè các bạn. Thấy ham không? Ngon không? Chắc mình để giống ít trái còn như mình hái ha sao? Để giống là mình mai mốt mình chỉ các bạn cách cho nó nảy mầm không? Để năm sau mình trồng tiếp. Năm sau mình trồng các bạn làm giống nó rất là dễ ha. Ok, mình đi vòng quanh trước đi trước khi mình cắt không? Cà chua có trái không em? Cà chua thì hôm nay nó không có nhiều các bạn ơi. Nó có trái nhưng mà nó không có chín, là tại vì hôm nay trời lạnh á, với mưa suốt à. Thành ra nó không có chín nhiều nè. Một mấy trái bự chắc hết rồi không? Còn trái nhỏ trái ha. Trái bự mà nó cũng không có chín không cả. Nó xanh lắm. Tại vì nó lạnh nè các bạn nè. Đây có mấy trái chín nè. Đây có trái su nữa. Đặc biệt đây có trái bầu không trời. Trái bầu này giống trái bầu nhiều quá, nó vòng tròn rồi nè. Nó kẹt ở trong đây nè. Anh coi nè. Thấy không các bạn? Các bạn thấy nó kẹt ở đây nè. Bà hỏi mình trước khi đi mình đâu có thấy đâu. Nó vòng tròn, nó kẹt lại, nó cong lại. Dính ở đây nè. Dở nó lên đi. Cứng ngắc. Rồi. Dính luôn vô trong cái. My god nè. Tội nghiệp. Cho nó nằm lên trên được rồi. Khỏi cần. Coi nè. Coi các bạn. Tội nghiệp không? Nó kẹt vô cái này nè. Nó bị có tật luôn rồi. Tội nghiệp không? Cho nên con người mình cũng vậy. Nếu mà mình ở cái chỗ nào mà nó bị bí quá, nó cũng có tật luôn vậy đó. Nè các bạn ơi, xu nè, coi nè. Qua chừng không? Trái trái luôn. Chỉ đợi nay của nay mình được còn trái bầu cuối cùng quá. Bầu cuối cùng này nó ngó nó ngộ quá không? Nó ngắn mà. Nó bị đèo rồi. Chắc trời nó trở lạnh là nó vậy đó. Dạ, dưới đây có mấy trái bầu nữa nè các bạn, mà nghĩ chắc nó không lớn nổi không đâu. Lớn rồi, tại bắt đầu lạnh rồi. Chỉ có su là nó rất là chịu lạnh á. Bây giờ là bắt đầu nó ra trái rất là nhiều. Chờ mai mốt mà trời lạnh đông đá thì nó hư hết rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình ăn chắc cũng độ được 1 tháng nữa ha. Phải mà trời ở đây mùa hè mà kéo dài chút xíu chắc mình ăn su nhiều lắm. Coi nè, các bạn thấy không? Đó, cây bông nè. Đó, cây bông luôn. Mà su này là trời lạnh nó hơi lạnh lạnh thì dạ, nó chịu nó được các bạn. Mới bắt đầu nó có nhiều trái nha các bạn. Trái nhỏ cái đống quá trời nè ha. Nè, nhỏ nè các bạn. Wow, ở trong đó cả các bạn thấy không? Nó có mấy trái bầu mà nó chai hơn không? Nó có... Nó bị lạnh quá, nó chai rồi. Nó nổi bú, nổi u nè, cái đống có làng nè. Hôm bữa có một cái bạn yêu cầu mình đó là quay gần cái cây măng tây cho các bạn đó xem. Nè, đây là cái măng tây của mình nè các bạn. Cái lá nó nhuyễn vậy nè. Mình không, cái này mình chờ nó nảy mầm không? Nó nảy mầm thì nó nảy dưới đây, nó lên như cây măng. Dạ, nếu mà cây măng thì mình không cắt nó thành cái lá vậy nè các bạn. Không biết bây giờ nó còn cái măng nào để mình quay ha. Tháng này thì... Hết rồi. Thường là mùa xuân nó bắt đầu nó có nhiều lắm. Mùa xuân mình thu hoạch cái này nhiều lắm. Còn mình hái được trái bầu nha không sao? Rồi, hái trái bầu trước đi, hay là mình đi coi mấy cái cải trước. Ok, coi cải ha. Mà các bạn xem cái cải cô hỏi mình trồng nó như thế nào nha. Cái cây cải này thì không có trái luôn hả? Cái cây cải này mình cũng chả biết cây gì nữa các bạn. Ngộ quá hả? Mà nó lớn quá chừng rồi nè. Này chứ không phải là cải bông cải đâu ha. Cái gì đâu á. Để mình... Như chắc cải mà loại tròn cải tròn nhỏ nhỏ đó, phải không? Chắc vậy. Để mình thử nghiệm nó coi là cây gì ha. Còn mình lại bị thất vọng một lần nữa rồi các bạn. Mình trồng ông xã mình mua lộn cải xanh. Này cải gì đâu, giống cải đực quá à. Này giống như cải bê xanh vậy các bạn ơi, mình nghĩ không phải là cải tà xạ đâu, nhưng mà để
chắc thứ bảy này mình sẽ hái vô để làm chua á. Cậy đi làm chua ăn cũng được ha. Hay là xào cũng được đây. Dạ, hay là nấu canh. Còn ba cái cải trắng nè. Ông xã gây quần. Nè các bạn, trước khi mình đi mình trồng nó độ khoảng tuần trước khi mình đi không sao? Ừ. Nói chung là này khoảng 2 tuần rồi nè các bạn. Mà nó lớn vậy nè. Thấy hơn không? Cô hỏi mình trồng có chút xíu xíu à. Cải trắng không? Cải trắng. Ở trong đó thì anh đây có cây cà chua nè ha. Cà chua này có trái nhiều mà nó cũng không chín nhiều, nó có bằng 1-2 trái nè. Với lại nó khi mà trời mưa nó bị nứt vậy nè. Trời mưa rồi. Dạ, nó bị hư à. Nứt. Dạ. Trời nắng không sao. Ồ, ba cái xà lách mình trồng hôm nay nó tốt ghê kìa. Thấy không? Ăn được rồi đó. Xà lách này các bạn. Đây là loại lách sao? Hôm nay này ăn rất là giòn ha. Loại trộn xà lách đó các bạn. Còn đây trong kia là có đủ hai loại xà lách. Dạ, mình trồng. Với cải trắng nữa ha. Với cải rổ này nó lên bông quá wow. Trời cao rồi. Mình đi 10 ngày về cải rổ của mình nó lên bông nè. Nhưng mà không sao các bạn, vẫn còn ăn được ha. Nói các bạn thấy không? Mùa lạnh cái này nè. Nó lên bắt đầu cao nè. Mà nó còn rất là non. Dạ, yeah, coi chứ có non. Tại vì cải rổ này có bông ăn vẫn được ha các bạn. Ở ngoài chợ nó bán vẫn có bông như thường, không sao cả. Cũng rất là non ha. Mấy cái video trước mình nói đó là sang mùa thu cái nó lên lợi. Dạ, các bạn thấy nó lên lợi không? Nó trời lên mưa mà mát mát kìa, trời nó lên dữ lắm. Nè. Đó. Thấy không? Đó, thấy không? Non nó lắm. Nó dài. À. Mình cắt cái nữa cái nó lên cái ra nó mọc lại nữa. Dạ. Đó, các bạn thấy không? Nó mọc lại không? Còn bắt đầu cái rau xà lách son của mình bắt đầu nó lên lợi này. Ờ trời, trời mát trời mát là nó lên á. Trời ơi, còn cái này của mình nè. Bắt đầu cây này nó còn nó bắt xuống. Bắt đầu rồi. Nó xuống rồi nè, lạnh là nó bị hư rồi các bạn ơi. Để mình vô đây mình coi cái ba cái rau thơm của mình như thế nào. Coi cái nhà kính nhỏ nhỏ của mình không? Trời ơi. Xuống không? Ồ, mình cũng còn lên nè. Mình đi 10 ngày về các bạn, ba cái rau dắt cá của mình nó không có tốt lắm tại vì nó thiếu nước nè. Với nó hơi lạnh rồi. Còn rau răm thì nó lên tốt quá ha. Ừ. Với lại cần nước bắt đầu nó lên tốt rồi nè. Tại cần nước thì nó lại lạnh chút không sao. Ừ. Đó giờ tối nó có cái con gì nó bò con bò bà chẳng. Tại con nhớt mình kêu nó con bà chẳng các bạn. Ở đây con bà chẳng, ở ngoài đây cũng có con bà chẳng lớn nè. Thôi mình nè. Ra hái sâu. Này là bà chẳng thiệt luôn á. Còn cái cây dây bí này chắc là coi như xong rồi đó. Ừ. Ok, giờ mình thu hoạch đi. Bây giờ lấy con đi hái cà chua cho mẹ đi. Hái cà chua cho mẹ nó nhanh lên để nó tối xuống á. Mình đi hái sâu nè. Ok, hay là bắt đầu trước nè. Đây. Mình hái, mình chừa mấy trái này làm giống nha. Trái này bữa lớn nhất mình già nè, để làm giống đi. Cái trái này trái đầu tiên nha các bạn. Dạ, mình để làm giống, mình chừa mấy trái làm sao? 4 trái hả? 3 trái rồi được rồi. Trái này không? Ồ, mình hái trái này trước đi nha. Hai cái đùm. Các bạn, coi hai cái trái sâu nhìn mắc cười không? Giống cái đùm không các bạn? Tào lao quá. Coi là nhìn mắc cười quá. Oh. Một trái thì nó kêu gọi là một trái, còn cái một trái hai trái này nó cũng dính lẹo luôn nè. Ồ, cái này nó sắp thành đùm. Hái luôn không? Hái còn nhỏ. Trái này luôn hả? Hái được rồi. Đúng, mình già quá. Wow, nhiều lắm á. Bữa nay chắc mình Đây luôn. Ồ, quá chừng luôn nè. Ủa, mình kia cái đùm nhỏ các bạn. Trời ơi, có cái đẹp. Những nhỏ cái đóng là không? Wow. Hái luôn đi, để chừng 3 trái bự thôi. Mình để trái này ha. Cái này mình già, nó già một chút á các bạn. Cái mình vô mình quấn giấy báo, mình bỏ trong cái nhà gara đó, nó tối hoài đó. Cái sang năm cái nó mọc mộng lên, cái mình trồng tiếp. Mốt mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà làm cho nó mọc mầm vào năm sau ha. Rồi các bạn, thôi để trái này ha, sao? Để 3 này. Trái chưa? Để cái đó với lại... Để mé trong đi, để ngoài đụng hoài cái nó rơi. Này. Coi chừng nó còn nằm ở trên, nó chưa rớt xuống á. Ồ, đây nữa nè. Thấy không? Đây là những trái sâu đầu tiên nha các bạn. Hôm nay mình chưa ăn trái nào hết trơn á. Ồ, trên đây cũng có rồi, không sao rồi. Rớt xuống luôn. Nè. Hái luôn nha. Hái luôn đi, hái hết đi. Nè. Wow, một thao rồi. Nè, có nữa một thao rồi. Đây nè. Còn nữa nè. Ôi đây.
quay lên đây. Bự không? Nè. Đắt lên chứ bầu nha. Chụp hình. Rồi. Cắt luôn bầu luôn đi. Chứ bầu này. Đây Đình ơi. Cắt cái bầu, bầu ấy Đình. Này Đình ơi. It's rain now. I know. Dạ, trời mưa là các bạn trời ơi. Mưa rồi, mưa lâm dâm. Ở đây là mùa thu là bắt đầu là mưa. Mưa suốt ngày đêm luôn các bạn. Hôm nay như là nghe nói đây nó mưa cũng 5-6 ngày liên tiếp rồi đó. Hồi sáng giờ cứ lâm râm suốt vậy. Lâu lâu nó có nha, ít ngày nắng đẹp thì thôi chứ đa số là mưa. Oh my god. Xong rồi, thấy không? Còn nhiều trái cũng lẫn mà. Nhưng mà nhỏ, mình chưa 3 trái 1-2-3. Còn mấy trái okay. Nhỏ để lần sau mình hái. Rồi hái cà chua đi ha. Mấy đứa con hái cà chua xong chưa? Dạ, bao nhiêu cà chua nặng quá. Đó. Đó không? Hái nhanh lên, hái cà chua rồi hái cà rổ nữa. Ok. Cà chua thì không nhiều lắm, 1-2 trái ha. Cà chua này còn trái hai, nhiều đứa này làm biếng rồi, hái nhanh lên con. Cà chua còn trái nhiều lắm rồi mà nó không có chín. Hái phụ mẹ đi, đó. Cà đã đỏ đó. Hái được cái đỏ. Còn trái bầu này chắc để cứ vậy hái được. Hai vợ chồng mình, gia đình mình đi nghỉ hè mới về ha. Bây giờ trở về cuộc sống thực tế rồi. Hôm nay đi được hưởng thụ các bạn. Mình đi là được người ta phục vụ tận tâm. Không cần lo gì hết. Bây giờ về trở lại thực tế phải làm ha. Kệ đi, mình làm mình ráng mỗi năm mà cố gắng dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi một hè đi chơi một lần. Nếu mà các bạn mà ủng hộ mà coi YouTube càng nhiều á, thì mình được đi nghỉ hè lâu lâu một chút. Trời ơi, các bạn biết không, bên Mexico nóng dã man luôn, giống Việt Nam mình vậy đó. Nóng dữ lắm các bạn. Nóng tới 30 độ hơn. Mà độ ẩm nữa. Dạ, thành ra là về đây giờ lạnh quá. Khi mình ở bển mình đem mấy chai bia từ tủ lạnh ra ngoài ngồi chút, cái nó ở dưới ở ngoài nó đóng một vũng nước. Dạ, là nó hơi ẩm đó các bạn. Còn mấy cái đồ uống mà loại mà xay sinh tố rồi đó, để chút xíu là nó tan đá hết trơn à. Nhưng mà được cái, bển tắm hồ bơi sạch lắm. Wow, trời mưa đó các bạn. Nó nứt rồi nè. Thôi rồi, thôi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, mình chạy lên mình hái ít cải rổ nữa. Các bạn thấy mưa không? Ấy lên phủ lên. Trời mưa, dầm mưa, hái cho các bạn xem luôn không? Mưa lâm lâm rồi, sao nhanh lên. Mình hái này hái gì nữa? Chắc mình hái cải rổ thôi. Mưa rồi. Wow, cái lỗ ngon quá ha. Còn lại một ít cải xanh đó, chắc là để thứ 7 mình sẽ thu hoạch. Thứ 7 mình thu hoạch làm được cái video nữa các bạn. Với lại mình làm chua luôn các bạn, tại ngày mai mình trở lại làm việc rồi. Wow, mưa lớn rồi, để dầm mưa luôn. Mưa lớn rồi, chạy vô đi con ơi. Con vô đây, trời mưa lớn rồi, lấy cái dù cho mẹ. Lấy cái dù cho mẹ, ở trong cái chỗ ấy đó. Lấy cái dù cho mẹ nghe không? Dầm mưa lắm các bạn ơi, ủng hộ không? Để mình hái luôn, ngày mai mình đi làm rồi. Thành ra là trong mấy ngày kia mình về rất là trễ, mình ra không có hái được các bạn. Nhanh lên, 20 thứ 7 thì nó coi như là xong, nghĩa là già hết. Nhanh lên. Cái dù trên đó đó con thấy không? Xin đi, cái dù trên đó đó. Yeah, đây cắt rau cũng cực khổ mà, thấy không các bạn? Ờ, hái luôn đi. Trời mưa nhưng mà cũng không có đỡ lạnh lắm. Giờ còn khoảng 14 độ các bạn, cũng chưa lạnh dữ. Chừng nào nó xuống 0 độ hoặc trường 1 độ thì bắt đầu lạnh hơn. Ở đây là thường thì nó lạnh dữ là khoảng trừ 5, trừ 6 độ thôi. Lâu lâu thì nó cũng có trường mười mấy độ, ấm lắm các bạn. Ấm lắm. Dạ. Ở đây thì nó ấm. Cho nên ở tỉnh DC này là cái tỉnh ấm nhất của Canada. Hái luôn đi, đỡ rồi. Các bạn thấy mưa không? Ướt dù ấy đó, mưa bắt đầu lớn nặng hạt rồi đó. Trời mưa này thì khỏi tưới. Nhưng mà lúc này trời lạnh á, cũng không cần nước nhiều đâu. Tưới ít thôi. Nhưng mà trời mưa vậy đó nha. Nhiều quá hả? Coi gì nhiều ghê. Nhiều, học rổ rồi không? Mà trời lạnh này cải rổ rất là tốt các bạn. Ừ, với lại coi cho các bạn coi cái nồi của mình hôm nay mà trời mấy cái dây mà ấy của mình đó, ấy là bắt đầu nó có nồi rồi đó. Cái nồi này trồng tại vì ít nắng á các bạn, nó chậm lớn nhưng mà nó có nồi rồi các bạn thấy không?
hy vọng nó sẽ lớn kịp. Năm sau mình sẽ làm ở chỗ này nó ra, nó trống ra, đặng có nắng xuống rồi nó mình trồng đồ nó mau lớn hơn. Cái gỗ chỗ này nó cũng không có nắng cho nên nó không có tốt nữa. Cho nên cái gì cũng phải cần nắng không? Tùy theo loại rau mà không có nắng thì nó không tốt. Và mấy cái bầu bây giờ nó bắt đầu nó xuống rồi đó các bạn. Thành ra là cái cây cải nồi của mình bắt đầu nó tốt. Hay xong rồi. Ok, lại cái coi mình thu hoạch bởi gì đây. Rồi, cắt một cái mà coi các bạn coi nè. Một rổ luôn á, này ăn còn 3 lần không hết á. Vừa rồi. Ok. Một trái bầu hả? Trái bầu kia không cắt hả? Hai trái bầu kia còn nhỏ để thứ bảy đi. Đi đâu dạ? Nào mình đem vô đi. À, mình đi vô luôn không? Trời mưa rồi. Được không? Nha các bạn, trời mưa ướt áp hết. Ở đây còn cái bí của mình để giống nè. Để bữa nào mình lấy hộp anh ơi. Ok, bữa nay mình thu hoạch được cái gì đây? Hôm nay vợ chồng mình á thu hoạch được bao nhiêu xu rồi các bạn, một rổ bự luôn nè. Xu này. Đầu mùa đó. Xu này nó xanh đậm đậm không mà nó có lông nhiều quá trời quá đất, mình phải lấy cái đầu cầu râu của anh mình cạo nó mới được. Cái này á, xu này á các bạn, mà mình xào hay là mình nấu canh rất là ngọt nha, mình trồng ở nhà rất là ngon nha. Đầu mùa. Còn cái này á là một ít cải lạng, qua ngon không? Bây giờ trời hơi lạnh, cái lạng của mình bắt đầu nó tốt rồi. Còn đây là trái bầu, chắc cũng hết rồi, chứ còn trái nữa là hết rồi. Cái bầu này có nhiều, có một u quá. Cái bầu này coi nhìn nó đều đẹp xấu xí quá. Cái cuối cùng bạn ơi. Còn trái nữa nằm ở trên. Dưới có ít cà chua các bạn, ít cà chua quá, tại vì lạnh quá nó hết chín rồi. Ok, dạ. hy vọng cái cải nồi đó mình được thu hoạch không? Dạ thì chắc cũng được, tại vì mai mốt rồi cái mấy cái vàng rau của mình nó chết thì bắt đầu cái đó nó tốt lại ha. Thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn các bạn ha, nhớ ủng hộ để mấy bạn nào có muốn ăn su thì liên lạc với mình nha. Su các bạn ơi.